Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi cái game Slay the Spire ha. Daily Climbing Standard, tiếp tục Standard đi. Hôm nay mình sẽ chơi thử cái nhân vật này, The Silent. Nhân vật này mới vô thì nó có cho mình một cái relic là Ring of the Snake, nhẫn của con rắn ha. At the start of each combat, draw two cards, additional card. Rút được rút hai lá, mới vô trận rồi được rút hai lá. Rồi chờ thử cái này nha, hình như là mỗi con nó sẽ có mỗi cái bài khác nhau, nó sẽ có mỗi cái bộ bài khác nhau rồi mình build lên từ từ mấy con đó. Vô greetings, gặp con cá voi. Gặp con cá voi nó sẽ cho mình một số cái lựa chọn đầu game. Next 3 combats have 1 HP. Nó cho mình hai cái lựa chọn nè. Cái lựa chọn này cũng khá là... Bây giờ mình chỉ mới có 70 HP max, maximum 70 thôi. Mình có thể tăng lên 77 hoặc là... Những đối thủ của mình ở trong 3 cái trận đấu sắp tới sẽ có 1 HP. Cái này được nè. Ok, mình sẽ chọn cái này, sau đó mình sẽ lựa chọn cái con đường nào mà có nhiều quái nhất có thể để đánh đó. Ok. New Layman. Ok. Đây. Có thể mình sẽ đi theo cái đường này. Ba cái nè. Mastery Combat hoặc là... Có cách nào đi lên tới boss không nhỉ? 1, 2, 3, 1, 2, 2. Merchant. Có cách nào đi lên cái đường này đánh boss không? Đánh boss sao quá, chắc không được rồi, chứ không xài được cái này được rồi. Ok. Cái game này giống như nó random vậy các bạn, random từ đầu đến cuối luôn. Mỗi mình chơi lại một lần cái random, cái này giống như mới chương 1 mà con boss này random nè. Không giống như những cái con boss mà lúc trước mình chơi luôn. Mới vô nó toàn random hết, random cái đường đi, random boss, rồi random loot đồ. Những cái chỗ này, những cái chỗ unknown này nè, nó đều random hết. Mà cái game này đánh bài, cái mục đích của nó, cái cốt lõi ban đầu của nó là cũng là random. Ngẫu nhiên. Bài bạc. Đầu năm chơi bài bạc, hợp lý luôn. Mình sẽ đi theo đường nào đây? Mình nghĩ là mình sẽ đánh theo cái đường này. Có mấy cái dấu chấm hỏi ở đây, sau đó mình đi lên gặp boss. Vô. Một máu rồi, chơi nó còn một máu. Rồi kiểm tra bộ bài của con này coi, lúc nãy mình vô mình chưa có coi nữa. 6 đàm, 5 phòng thủ. 8 phòng thủ, nhưng mà phải bỏ một lá. 3 đàm, quick. Ok. Dễ dàng thôi, trận đầu tiên dễ dàng thôi. Ủa mấy cái lá con này hình như toàn lá phòng thủ gì vậy trời. Mỗi con hình như nó có một combo khác nhau. Bỏ một lá. Rút một lá, bỏ một lá. Điều 9 đàm. À, cái này giống như combo vậy á. Rút một lá, nếu như đó là skill. Có 3 lá, ok mình thử chơi skill thử xem. Cursed up. À, cái này lúc trước mình đã chọn cái này rồi. Mình không có thích cái lá này cho lắm. Mỗi lần hết một lượt là bị có một cái trạng thái weak. 175 rồi. Lần này mình muốn chơi an toàn một chút, mình muốn đi xa hơn thì mình sẽ không chọn mấy vụ này. Cho quân. Ê...
mấy con này toàn là thủ không được bạn. Liquid Bronze Athorn, Thorn như vậy ta. Athorn giống như là phản, phản đam lại. Limited play, Infinity play, ship into your hand. Shop, vô shop lúc này mình nghĩ mình không có cần thiết vô shop cho lắm. Mình còn một lượt đánh nữa, mình còn một lượt đánh nữa. Gặp đối phương yếu, mình nghĩ mình sẽ đi chỗ này, chắc là cái này nó không phải là đánh đâu. Sẽ đi qua đây để nâng cấp một lá bài. Và đi ở đây đó boss. Ok vậy đi. Như đây. Hả? Ở cái 7 à? Sling Ghost 11 máu. Không sao. 11 máu không sao. Bây giờ đi á, là bị mất 37 gold. Bây giờ ở lại á, thì sẽ bị mất 11 máu và được 75 gold. Biết về đành vậy thôi, biết sao được giờ. Kuntis cho thêm hai lá nè. Skill Snackle Eyes Confuse. Rút ba lá bài mà bị trạng thái bối rối. Juice Sip into your hand. Backflip play card. Mình sẽ build theo đường skill của cái lá này. Cái bộ bài này mình sẽ build theo đường skill. Lúc nãy mình tính nâng cấp ở đây mà bị mất mười mấy máu rồi, 11 máu. Bây giờ có nên ngủ nữa không? Ngủ thì sẽ lại máu lại. Thử vô cái Smith coi, thợ rèn là có gì không. Cái này cũng không ngon được. Thật ra ba giáp với năm giáp cũng không ngon cho lắm. 11 giáp survival plus 3 ship. Cái lá này nè, mình nghĩ mình sẽ nâng cấp cái lá này từ từ. 59 vậy. Ok thì đâu bot. Negative effect. Ship vừa gọi là cái lá để điều ra mà không cần xài năng lượng các bạn. 5 block ha. 5 block scale 1 car này nó sắp đánh mình 9 đam rồi. Mình nghĩ mình sẽ phòng thủ luôn. 5 block scale 1 car. Tấn công hay là phòng thủ ta? 8 rồi. Phòng thủ, ăn chắc. À,
Chromatic. Đúng rồi. Skill, không là attack. Ngàn năm block. Nhưng mà phải discard một lá. Nó sắp tấn công mình rồi. Mình nghĩ là mình sẽ phòng thủ thôi. Cái lượt này mình sẽ phòng thủ thôi. Ok. 6, 9, 15. Có 10 giáp. Ui dạ. Hai con tấn công, một con sẽ cắt phép. Bây giờ hai con cắt phép, một con tấn công. Đó bài rác này. Đã có cái gì? 8 block. Discard 1. Discard cái này đi. Đâu có chơi đá nào được nữa. Cái game cái tốc độ nó cũng nhanh các bạn, như cứ click 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 chọn mấy cái lá bài này nhanh. Máy thì gần như là nó đánh liên tục rồi. Acrobatic này. Click click click. Tất nhiên là bỏ cái lá này rồi, cái lá chết tiệt. Đây đây. Chết tức ghê. Bây giờ mình đánh nó để nó còn một máu, hoặc là mình đỡ để cho mình nó sắp đánh mình chín máu rồi. Giáp mà hết một lượt thì nó sẽ thử mất. I ship to your hand. 4, 6. The pack, the capture money gì kìa. Miska cái lá này. Bây giờ
defense chỉ có một lá tấn công thôi, còn lại là phòng thủ hết. Bài rác quá trời nhiều các bạn ơi. Rút một lá, cái lá đó là lá rác. À, trên 4 máu nữa. 4 máu là không có dứt điểm, nó không có tích. Phải 4 lá, 5 lá mà hết 4 lá là lá rác. Chết đi mày. Đó, con cái relic. Bất kỳ là bạn chơi 3 lá hoặc ít hơn thì cái lượt tiếp theo bạn sẽ rút thêm 3 lá. Ngon. Hay ngon chứ. À, cái loot này, cái relic này mình có thể được chọn không lấy đó, hoặc là lấy luôn nha bạn. Rất là hay. Có hay những cái relic đó có những cái trạng thái xấu thì mình sẽ không cần nữa. Sweet potion. Rút 3 lá. Ok. Mấy lần trước mình không có xài mấy cái potion này. Không có xài cái nào hết. All now attack. Piercing. Enemy system. Piston. Này để đấu, đấu với con mod ngon nè. 6 sức mạnh. Tất cả đối phương mình được 6 điểm sức mạnh. Mình sẽ lấy cái này. Ok, chỉ có một đường tiến lên thôi. Mười một máu hả? 5 block. Play dance. Play dance trước đi. Shit. Ok, chúc mừng sẽ chơi thử cái này, chờ một unlock fan strike. Ok, 11 8. Chút nữa thì chút mừng sẽ chơi thử cái này. Coi như lần này mình không có máu rồi đó, còn cái 5-6 máu à. Đủ nha, click, click là cái gì? 25% trừ 25% giáp. Đấy. Slide one look. Ủa, này nó sắp chơi cái gì? Defensive. To block when use the debuff. Cho con này. Cho này yếu đuối. Hoài được, phải tấn công thôi. Ok. Sáu giáp tăng lên điểm sức mạnh nữa. Lá tốt nhất của mình, play dance, 6 block, 6 giáp, 6 giáp, 1 giáp, giờ mình chỉ còn, giờ mình chỉ còn bị mất 25% giáp. Hey, thật là như vậy không? Mỗi lần đánh mình chỉ nó quăng cái lá bài rác vô mình. Weak
Ok, được. Mình nghĩ bây giờ đây là lúc để mình chơi cái đó. 8 máu, 6 máu. Ok. Trừ 55% giáp của mình. Click click click. One car. Lượt tới nó sẽ cast trạng thái xấu. Mình sẽ không cần mấy cái lá này. Mình sẽ không cần mấy lá phòng thủ. Ok, này tranh thủ mình tấn công đó. Rút được lá nào hay lá đó. Ây da, bị giáp hoài vậy. Nè, này nó sắp tấn công nè. Giết nó. Bốn giáp thêm cái lực tiếp theo, thêm bốn giáp nữa, 1000 cut. Ô ghê vậy. Hầu mỗi khi bạn chơi một lá bài thì sẽ có một đam, hiểu không, một đam đến tất cả các đối phương. 7 đam ghê, rồi 7 đam thêm cái trạng thái quyết nữa, yếu đuối. À, cái lá này nhìn có vẻ ngon quá. Cái lá này giống như cái lá để chơi combo vậy. À, cái lá này sẽ chơi combo với cái lá ship mà mình đang có. Chọn lá này. Kho báo nào đây? Đây còn boss nữa nè. Mình nên đấu boss không? Còn 7 máu à. Chỗ này nữa. Chỗ này có một con. Mình phải đi ngủ, mình phải kiếm cái chỗ ngủ thôi. Vì cái lúc này đi. Sống càng dài càng tốt. Chinh dơ. Ồ, có gừng. Không bao giờ bị yếu đuối. Ngon. Mình sẽ không bao giờ bị yếu đuối nữa. Mình sẽ là một người mạnh mẽ. A relic 3 máu, ây da, còn 17 máu rồi. Bây giờ mất 3 máu cũng thốn lắm nha. Metro mất 3 máu để có một cái relic, giống như là nguyên một cái đống bùi nhùi trong đây. Lấy tay, thọc cái tay mình vô lấy nó thì sẽ bị nước acid gì ở trong này làm như mất 3 máu. Có 25% thôi hả? Fire relic 25% thôi. À, có thể lấy không? 3 máu rồi. Thôi kệ, cùi không sợ lỡ. Quất. Ai da, 45% máu. Thôi không được rồi. Mất 3 máu là nhất. A thousand gift. 1000 cut. Scaplan. Oh, ship. Hey, mày. Lá này có vẻ ngon không các bạn? Giờ cái nick này quá ngon luôn. Ui dạ. Còn 8 máu à, còn có 4 máu hả? Hey, sao đây? Còn lá tháo xanh sắt nữa nè. On out sắt. Ok, mình sẽ lấy cái lá này. Survival. Ok. 6 năm nè. Thì phan 5 block.
nó như nó đánh mình cái thằng nào nó cũng chết hết. Bởi vì thôi mình 6 5 là 11, 8 8 cộng 4 12, còn một máu à. Ây, phải chỉ có một chút năng lượng nha. Tại vì nếu như mình chơi cái này sẽ đi giết một trong hai thằng, nhưng mà thằng còn lại sẽ còn một máu thì nó sẽ có thể đánh mình. Một trong hai thằng bây giờ đánh mình thì mình đều chết hết. Mình sẽ trụ được một vòng, mình sẽ trụ được một vòng. Cái lá tháo sành khách này quá ngon. Còn một máu. Ok, tính toán, tính toán. Còn đúng một máu luôn. Được thêm cái achievement Struck It Up. Prepare Potion Stop. Này là gì trời? 7 đam 3 lần. À cái này giống như là mình có thể chọn năng lượng ở trong cái này. Cái này như mình chưa gặp. Mình chưa xài mấy cái lá cái chữ X này. Ai, nghỉ ngơi. Chắc phải nghỉ ngơi. Ai đó bot hoặc là đánh thường. Đánh thường đi. Làm cái này nghỉ ngơi một lần nữa thì đó bot. Sắp đánh mình 6 đam hả? Bây giờ mình chỉ cần một lá defense nữa thôi. Cứ draw tiếp đi. On out. Mình chỉ cần một lá defense. Lá defense confirm 4. Một lá defense nữa là sẽ không bị mất máu. This time. Không có gì hết. Ok. Nó tại vì mình hết năng lượng rồi, bây giờ mình chơi cái lá nó cũng không tác dụng gì. Block strength. 9 máu. Chua nha. Bây giờ sao đây? 9 máu. À, cho mấy con ship này vô đi. 2 trên 3. Discard. Con này còn một máu. Còn chơi là một lá duy nhất. Ok, hy sinh một máu để giết một con. Nó lên 13 máu rồi. Trời ơi, mày nào vậy? Quái thiệt. Thiệt. 7 đam. Ba điểm sức mạnh. Lá nữa đi, rút ra một lá nữa. À, có play dan nè, ngon. Rồi, dứt điểm. 1000 cut. Ok, repair.
cái lá này ở đây, rút một lá, bỏ một lá luôn. 4 4 giáp, được sao tăng 4 giáp. Rút bài cho đến khi nào trong tay các bạn có 6 lá bài. Ok ok, cái lá mới là mình sẽ thử những cái lá mới. Mấy con này thì không có vấn đề gì, nhưng mà có điều là phải có đủ cái lá phòng thủ, phải có đủ lá phòng thủ. Mới vô có cái lá này nha. This one card random. Cho mày yếu đuối đi. Strike. Nó cuộn mình lại và nó vẫn tiếp tục tấn công mình. Ok ok. Tiếp theo tiếp theo. Rút 3 lá, bỏ 1 lá. Tấn công tất cả đối phương. Defend hết nha. Defend hết rồi thêm cái này. Defend, defend. Mất 5 máu. Ai da da. Ai da da. Ai da da. Ai da da. Có 1 máu. Ba lá tấn công, 2 lá phòng thủ. Này, cho con này. Cho con này. Mày sắp cát cái gì đó. Speed web. Nó phun tơ như mình vậy. Mình có gừng trong tay rồi. Không sợ, không sợ. Ồ. Thử cái lá này ha. Lúc mà còn 3 năng lượng, thử chơi cái lá này. Bắt. Rồi, nó nhảy lên một lần. Whip potion, grand throne. Mình sẽ bỏ cái lá này. Chút nữa vô đâu hết mình sẽ xài hết mấy cái này. Giờ còn quá nhiều tiền mà chưa xài nữa. Cost one addition, first time you lose it when come back. Bị mất một năng lượng khi mà trong cái trận đánh đó, trong combat chắc là nguyên cái trận đánh luôn, chứ không phải là trong cái lượt. Master Full Staff cost one addition first time you lose HP. Bị mất thêm một năng lượng. Mình không hiểu rõ cái lá này cho lắm. Bị mất thêm một năng lượng ha. Cho mỗi lần mà bạn mất máu trong cái trận đánh này thì sẽ gây ra 12 đam cho đối phương. Cho mỗi lần bạn mất máu trong cái trận đánh này thì bạn tốn một năng lượng thì nó sẽ gây 12 đam cho đối phương á. Mình không hiểu lắm. Nếu như mình chỉ có 3 năng lượng thôi, không hiểu cái lá này lắm. Còn lá này là gì? Sneaky Strike. Gây ra 10 đam nè. Nếu như bạn đã bỏ cái lá này trong cái lượt này á, thì have discard card this turn thì tăng thêm 2 năng lượng. Này mất 2 năng lượng gây 10 đam. Mà rất có thể là mình sẽ có được 2 năng lượng này. Tune up the tray. Trong mỗi lần cái trận, trong khi bắt đầu của cái lượt này, have the star. Rồi ta ra 1 card, ra 1 card. Chỉ có 2 lá này thì ngon. Tôi nâng được tray. Master Spoon. Ok. Ok, đi ngủ. Rồi, chuẩn bị đấu boss nha. Chuẩn bị đấu boss nha. 3 tròn vô lúc này trước nè. Explosive Potion, Sweep Potion, Proceed. Đấu với
con Slam. À không, con này tên là Split ha. Slam Boss. Các bạn thấy tên không? Slam Boss. Nó có cái nón này nè. Slam Chick. Mày anh thấy chạy vào phần negative và phát. Cái trạng thái xấu. Mạnh mẽ lên một người mày. Split. Nhưng mà máu nó còn 2 dưới 50% thì sẽ nó tách vậy là hai con Slam nhỏ. Tới nó sẽ không tấn công mình. Acrobatic Rowan Scar. Ok, tháo danh sách. Mình tưởng là sẽ có được cái lá ship. Có được cái lá ra cái ship trong này nhưng mà không được à. Lá nào cũng vậy, mình hết lượt không ạ. Ok, ok. Đang là phải chơi cái lá này. Nó dù ăn vô trong bộ bài mình có ba lá rác mà. Sắp tới nó đánh cái gì không biết luôn. Phần sum. Mỗi lần chỉ được ba cái ba lọ thuốc thôi. Ok, 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 ok. Ba đam lại quanh bước. Sắp chơi cái gì đây không biết luôn. Ship trước đi. Còn hai năng lượng. Ok. Gọi đệ nó ra. 35 máu. Trời ơi. Chắc cái là mình chết luôn. Sao vậy, sao vậy? Lay đen. Và ship. Lay đen. Ship fan. Chết rồi, chết rồi. Không được rồi, không có đủ thôi. Lá nào cũng được. Chạy 35 máu. Slam. Ây da, thốn tận rốn luôn. Lá rác. Rồi phải chỉ có cái lá này trước. Có cái lá quýt đó trừ 25%. Chịu 25% đam mà quá ngon. Không có cái lá quýt phía trước. Bây giờ sắp tới chơi mình cái lá này. Dở ơi là dở. Chi có cái lá trừ đam đó. Đó. Nó bắt ra là hai con quá nhỏ. Quá chơi nha. Defend, defend. Slam. Ai dạy 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 dạy
Trời ơi, 16 máu. What the heck, man. Đừng dễ mà, 12 máu. Chết rồi, làm sao đây? Hay là đỡ hết. Tất cả đỡ. Ây da, mình bị quýt rồi. Bởi vì mình chỉ có bị trừ 25% giáp. Giờ chỉ có 3 giáp. Rồi, xong luôn. Xong luôn rồi, thua rồi. Tấn công. Tấn công, tấn công đến hơi thở cuối cùng. Phòng thủ, giờ phòng thủ cũng chết rồi. Hy vọng nó được có tấn công trong cái lượt tới. Hy vọng nó được tấn công trong cái lượt tới. Split nữa hả? Tách cả hai con nữa. À, mình đánh nó mất 100 máu nữa. Slam bỏ lá này đi. Đi. Is this my true potential? Ok. Như vậy thì về nhận xét về cái mặt tích cực á, cho dù mình thua nhưng mà mình vẫn có cái SP cho cái nhân vật này. Khi mà mình lên cấp thì mình sẽ unlock được cái relic mới của nhân vật này. Vì vậy cho nên cho dù là mình thua trận này nhưng mà mình càng ngày càng mạnh lên. Sau này mình có thể đi xa hơn. Bây giờ mình đi tới tầng thứ 16 nè. Nhưng mà nếu như mình cứ tiếp tục chơi nhân vật này thì nó càng unlock những cái relic xịn hơn cho nhân vật. Và cũng có thể những lần tới mình sẽ may mắn hơn khi gặp những cái relic xịn hơn, giống như cái ginger này chẳng hạn, như cái miếng rừng này chẳng hạn. Bây giờ mình nghĩ thua nó cũng không có gì là quan trọng hết. Mục đích của cái game này là để cho bạn chơi đi chơi lại cái nhân vật này, cho bạn đi đến xa đến lúc nào, xa đến cái mức nào. Nhìn lại cái bộ bài lần cuối coi. Mình nghĩ mình build cái bộ bài này không được thực sự hiệu quả cho lắm. Tấn công với phòng thủ nó không có thực sự nó dính liền nhau cho lắm. Ví dụ như cái lá này chẳng hạn, cần phải có một lá skill thì mới thêm 3 giáp, mà đa số mấy cái lá này trong cái lá của mình toàn là attack, lá power, thuộc tính power, thuộc tính đặc thắc, vì vậy nó cũng không có stack với cái lá này cho lắm. Còn cái lá tháo xanh khách là một trong những cái lá mình đánh giá là khá mạnh cho cái character, cho cái nhân vật Silent này. Nhưng mà cũng không có nhiều cái lá không năng lượng để kích hoạt cái lá này nhiều nữa. Có cái lá Blaze Dance mình khá là thích cái lá này. Nhưng mà mình nghĩ là tại vì mình không có ở trong cái lượt đầu tiên, ở trong cái chương 1 của cái run này là mình không có nhiều cái cơ hội để build cái bộ bài để cho nó phát huy tối đa cái thế mạnh của những cái lá bài này. Nhưng mà đây cũng một nhân vật khá là thú vị. Ok, unlock đây, có nhân vật mới. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần chơi Slay the Spire của mình lần này nha. Lần tới mình sẽ tiếp tục chơi khám phá cái game này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn.